Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Ryan. Hôm nay chúng ta tiếp tục với sách bài tập workbook của bài số 2 Unit 2 Fit for Life 2E ngữ pháp trang 20. Cấu trúc you two đã từng làm gì đó trong quá khứ. Bây giờ các bạn làm bài này, chọn lựa chọn đúng này. Khi các bạn câu 1 các bạn nhớ did đứng đầu câu rồi thì ở đây you không có ed nhé, you nguyên mẫu nhé. Did your grandma you to live in Australia? Bà của bạn đã từng sống ở châu Úc, ở nước Úc phải không? Câu số 2 nha, bố của tôi đã từng chơi piano, đã từng làm gì trong quá khứ. Các bạn giải mẫu câu là you to cộng động từ nguyên mẫu này, you to play. Tiếp theo câu 3, anh trai tôi đã không sử dụng đã không từng nhút nhát. Bây giờ đã xài did từng đây rồi, các bạn xài you nguyên mẫu này. Câu số 4, did you hay là did you ed này là sai, đã có did rồi thì không thể xài you ed được. Phải là câu này, did you to play basketball for the school team? Bạn đã từng chơi bóng rổ cho đội bóng của trường phải không? Câu số 5, đã có did từng rồi, các bạn xài you nguyên mẫu. Tôi đã không từng thích yoga nhưng bây giờ thì thích. Ok. Sang bài số 2, viết câu theo ví dụ sử dụng you to và did từng you to. Đi ngủ lúc 9 giờ là you to, đọc sách đọc truyện tranh là you to, chơi video game là did done you to, play sport là did done you to, work to school là you to đã từng làm nha. Dấu tích là đã từng làm và dấu ích là không từng làm. Vậy thì chúng ta viết câu số 1, Tom you to go to bed at 9 o'clock. Tom đã từng đi ngủ lúc 9 giờ. Câu số 2, Tom đã từng đọc truyện tranh, Tom you to read comic books. Câu 3, Tom đã không từng chơi video game, Tom didn't you to play video game. Câu số 4, Tom đã không từng chơi thể thao, Tom didn't you to play sports. Câu số 5, Tom you to walk to school. Sang bài số 3, vẫn là you to nhé. Tôi đã từng đạp xe đạp tới trường nhưng bây giờ thì tôi đi bộ, you to ride. Câu tiếp theo, bạn đã từng tập taekwondo phải không? Did you to do nhá? Did you to do taekwondo? Câu số 3, chúng tôi đã không từng có một cái hồ bơi ở trong thị trấn. We didn't you to have. Câu số 4, những người anh họ, em họ của tôi đã từng chơi badminton vào mỗi ngày cuối tuần, you to play. Câu số 5, câu hỏi, did your dad you to run, bố của bạn đã từng chạy marathon phải không? Câu số 6, Emma didn't you to like computer game, but now she play them all the time. Emma đã không từng thích chơi computer game, nhưng bây giờ thì nó chơi mọi lúc, mọi nơi, ok, lúc nào cũng chơi. Đó là cái phần you to trong trang 20. Và chúng ta tiếp tục với những cái từ chỉ số lượng, những cái từ chỉ lượng trang 20 luôn. Ở bài số 4 chúng ta chọn này, tại sao chọn how much? Bởi vì sugar là danh từ không đếm được cho nên chúng ta phải chọn how much. Bạn bỏ bao nhiêu đường vào trong cà phê? Câu B, tôi không muốn đường nhá, I don't want. Tại sao xài any? Bởi vì đây là câu phủ định, I don't want any sugar, chỉ thêm một chút sữa thôi. Sữa là danh từ không đếm được, chúng ta chọn little nhá. Câu số 2, có rất nhiều trứng ở trong tủ lạnh. Trứng là danh từ đếm được số nhiều, không thể xài mất được, cho nên chúng ta phải xài a lot of. Chúng ta hãy làm một ít bánh nhé, some cupcake này. Ok, đây là câu đề nghị, xài some. Câu tiếp theo, idea thì phải xài any. Bởi vì sao, mì ống là danh từ không đếm được, không thể xài many được, cho nên chúng ta xài any. Có còn chút mì ống nào ăn dư từ bữa trưa không? Không hẳn, có một ít. Có rất là ít, còn rất là ít. Ở đây á, đang nói về mì ống thì chúng ta phải chọn little rồi, không thể chọn few được. Câu số 4 này, fresh orange juice là nước cam tươi, nước cam mà ngon, tươi ngon á. Thì bây giờ câu nào? Câu này đúng không? Là đây á, là câu đề nghị chúng ta xài xăm này. Chúng ta không thể không còn cam trong tô trái cây nữa đâu, any nhá, bởi vì đây là câu phủ định nhá. Tôi đã order quá nhiều pizza không đếm được, chúng ta xài must. Bạn có muốn ăn một lát không? No thanks, cảm ơn nhé. Tôi đã ăn rất nhiều kem. Lúc nãy tôi ăn rất nhiều kem rồi. Ở đây chúng ta kem là danh từ không đếm được, không thể sẽ fill được, cho nên chúng ta bắt buộc phải chọn là lots of đây. Rồi tiếp theo bài này, look at the picture, complete the question and answer them using quantifier. Ok, nhìn vào bức tranh. Format có bao nhiêu format, chúng ta nhìn bức tranh này, có bao nhiêu format ở đó, có một ít format đây này. Ok, how much cheese is there? There is some cheese.
How many banana are there? Có bao nhiêu chuối? Bởi vì chuối danh từ không đếm được. Đếm được chúng ta xài many. There are a lot of banana. Có rất nhiều chuối. How much milk is there? Có bao nhiêu sữa? There isn't any milk. Không có tí sữa nào cả. Rồi how much fruit? How much fruit is there? Có trái cây không? There is a lot of fruit. Rồi chúng ta xong cái bài 2E trang 20 nha.